Kênh Món Ngon Gia Đình xin được chào các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món kem trà xanh matcha. Món kem ăn vừa mát lại vừa bổ. Và ai thích những cái hương vị của trà xanh matcha thì chắc chắn là không nên bỏ qua cách làm món kem trà xanh matcha này. Để làm món kem trà xanh matcha thì đây mình đã chuẩn bị các cái nguyên liệu sau. Đầu tiên nó là trứng gà, mình sử dụng là 2 quả. Đường mình sử dụng là 60g đường cát trắng. Một bịch sữa tươi, mình dùng sữa tươi có đường, một bịch là 220ml, 250ml kem sữa tươi nhé các bạn. Kem này mình đánh bông lên, mình trang trí bánh sinh nhật đó. Đây là trà xanh matcha, mình sử dụng là 10g. Và một nửa thìa bột ngô nhé, thìa cơm với các bạn, thìa nhỏ. Đó là những cái nguyên liệu cho món kem trà xanh matcha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi làm món kem này nhé. Bước đầu tiên để làm kem thì mình sẽ tách riêng cái phần trứng này ra. Mình tách lấy lòng đỏ trứng nhé. Tách riêng lòng trắng và lòng đỏ để mình chỉ lấy lòng đỏ trứng không thôi. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng là 2 lòng đỏ trứng. Sau khi đã tách được cái phần lòng đỏ trứng, mình lấy riêng phần lòng đỏ. Và bây giờ thì sẽ từ từ cho 60g đường cát trắng vào trong phần lòng đỏ trứng. Sau đó thì dùng máy đánh trứng, đánh cho tới khi cái phần đường này nó tan và cái lòng đỏ trứng của mình thì nó bông lên nhé. Các bạn cho từng chút một, mình đánh cho nó nhanh tan đường. Mình sẽ từ từ cho đường vào và cho cả cái phần trà xanh matcha vào trong cái phần lòng đỏ trứng. Sau đó thì mình đánh đều lên. Bước tiếp theo với cái bịch sữa tươi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong một cái nồi. Và sau đó thì mình sẽ bắc lên bếp để mình đun nhé. Với phần sữa này thì mình sẽ không đun sôi mà sẽ chỉ đun cho nó ấm đến khoảng 80 độ thôi. Tức là các bạn đun cho tới khi nào mà thấy xung quanh cái ria nồi sữa của mình nó sủi bọt lên thì các bạn sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ lấy sữa ra và mình đổ vào trong cái hỗn hợp lòng đỏ trứng khi nãy mình vừa đánh đây. Mình sẽ đổ sữa, cái phần sữa mình đã đun ấm vào và khuấy nhẹ nhàng lên. Các bạn cứ cho sữa vào, sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên sữa cùng với lại cái phần lòng đỏ trứng mình đã đánh nhé. Lúc này thì sữa của mình nó ấm nóng nha các bạn. Và để cái hỗn hợp này của mình nó được mịn hơn thì mình sẽ lọc hỗn hợp qua một cái rây để bỏ đi những cái phần lợn cợn cũng như là cái cặn của cái bột trà xanh mà nó chưa tan hết được. Các bạn có thể lọc qua khoảng 2 cho tới 3 lần. Từ khi nào mà thấy cái hỗn hợp của mình nó mịn như thế này, sau khi mình lọc xong thì hỗn hợp nó sẽ không còn những cái lợn cợn cũng như là những cái bọt nhiều nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho 1/2 cái thìa bột ngô vào trong hỗn hợp của mình và khuấy đều cho cái bột ngô này nó tan ra nhé các bạn. Bột ngô hay còn gọi là bột bắp nhé. Mình cho cái bột bắp này vào thì để cho cái phần kem của mình nó đặc và nó có cái độ xốp. Sau đó thì mình sẽ lại cho cái hỗn hợp của mình vào trong một cái nồi. Mình sẽ đổ hỗn hợp trở lại vào nồi và sau đó thì bắc lên bếp để nấu nhé. Các bạn cho nồi hỗn hợp của mình lên bếp và nhẹ nhàng khuấy đều để cho hỗn hợp không bị dính ở dưới đáy nồi thì nó sẽ bị cháy nhé. Mình sẽ khuấy đều và đun nóng, đun hơi sôi cái phần hỗn hợp này lên. Hỗn hợp của mình thì nó có cái màu xanh rất là đẹp của trà xanh matcha và cái mùi trà xanh thì nó cũng rất là thơm nữa. Các bạn đun cho cái hỗn hợp của mình nó bắt đầu sôi lên. Sau khi hỗn hợp đã bắt đầu sôi lăn tăn thì mình sẽ tắt bếp đi và bắc cái nồi hỗn hợp của mình ra. Các bạn sẽ vẫn tiếp tục đảo đều nhé.
Các bạn bắc xuống và tiếp tục khuấy đều nhé. Mình khuấy cho cái phần hỗn hợp của mình nó hơi sánh lại một chút, bởi vì mình cho cái bột bắp vào đây cho nên là cái phần hỗn hợp mà này nó sẽ có cái độ sánh nó hơi đặc một chút. Tiếp tục với cái phần kem sữa tươi thì bây giờ mình sẽ cho ra một cái bát để mình đánh bông cái phần kem sữa tươi này lên nhé. Ở đây thì mình dùng kem sữa tươi whipping cream, nó có sẵn cái vị ngọt rồi, có sẵn cái độ ngọt rồi cho nên mình sẽ không cần phải cho thêm đường, mà mình chỉ cần để lạnh và sau đó thì mình dùng máy đánh trứng để đánh cho nó bông lên thôi. Còn nếu như các bạn dùng kem sữa tươi topping cream thì các bạn sẽ cần phải cho thêm đường vào để cho nó có cái độ ngọt nhé. Cái kem này thì các bạn có thể tìm mua ở trong Big C, người ta có bán, người ta hay bày bán ở những cái chỗ người ta bán phô mai hay là sữa chua. Sữa tươi thì nó hay có cái hộp kem này, hay các bạn tìm mua ở những cái cửa hàng người ta bán nguyên liệu và dụng cụ làm bánh thì cũng sẽ có nhé. Sau khi mình đã đánh bông được rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái máy đánh trứng vào trong cái hỗn hợp lòng đỏ trứng trà xanh của mình đánh. Mình sẽ đánh bông lên nhé. Mình đánh cho cái hỗn hợp lòng đỏ trứng trà xanh này của mình nó nguội hẳn. Khi nãy mình nấu, mình đun nóng nó lên thì nó chưa được nguội, nó vẫn còn đang nóng. Thì bây giờ mình sẽ dùng máy đánh trứng mình đánh để cho nó nguội hẳn đi nhé các bạn. Và bước tiếp theo thì mình sẽ đem trộn hai cái nguyên liệu này lại với nhau. Mình sẽ trộn cái phần kem sữa tươi mà khi nãy mình đã đánh bông cùng với lại hỗn hợp trà xanh và lòng đỏ trứng. Mình sẽ cho vào, sau đó thì dùng máy đánh trứng tiếp tục đánh đều lên nhé. Sau khi cho hết phần kem sữa tươi vào thì các bạn tiếp tục đánh đều lên để cho cái phần kem của mình nó có cái độ đặc và kem thì nó sẽ bông hơn nhé. Đó, sau khi đánh trộn đều và đánh đều lên thì cái phần hỗn hợp kem của mình nó sẽ có cái dạng lỏng và hơi sánh như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ việc cho cái hỗn hợp kem vào trong ngăn đá của tủ lạnh. Mình chờ cho nó hơi đông lại khoảng chừng 2 tiếng nhé các bạn. Sau khi cho kem vào trong ngăn đá của tủ lạnh khoảng chừng 2 tiếng thì cái phần kem của mình nó đã có cái độ đông lại một chút thì mình sẽ lấy ra và mình trộn đều lên một lần nữa. Mình làm như thế này thì cái phần kem của mình nó sẽ càng bông càng xốp hơn, nó không bị cứng, không bị đóng đá. Và các bạn sẽ cứ cho vào trong tủ, sau đó thì lại khoảng 2 cho tới 3 tiếng các bạn lấy ra, các bạn trộn đều lên một lần như thế này. Mình làm như thế khoảng 2 cho tới 3 lần nhé, là cái phần kem của mình sẽ rất là ngon. Sau khi trộn đều mình sẽ lại cho lại vào trong tủ và đợi cho khoảng 2 đến 3 tiếng nữa thì mình sẽ lấy ra và trộn lại một lần nữa. Sau 3 lần mình cho vào trong tủ và mình lấy ra mình đảo đều một lần thì bây giờ cái phần kem của mình nó đã đông lại rồi. Lúc này các bạn có thể thấy kem rất là xốp, mềm, thơm cái mùi của trà xanh matcha và cũng có cái mùi, cái màu xanh của trà rất là đẹp. Bây giờ thì các bạn đã có thể thưởng thức phần kem rồi, mình sẽ múc kem ra ly và chỉ việc thưởng thức nữa thôi. Kem rất là mềm, ngon. Các bạn hãy vào bếp và thử thực hiện ngay món kem trà xanh matcha này nhé. Không mất quá nhiều thời gian mà mình tự làm, đảm bảo ăn thơm, ngon và an toàn. Rất là hấp dẫn phải không nào? Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục xin chia sẻ tới các bạn một món kem nữa. Và món kem mà hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là kem sữa chua. Thông thường thì sữa chua hoặc là kem là hai món mình hay ăn riêng và đều rất là thích ăn trong những ngày hè nắng nóng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để cách kết hợp hai loại này tạo thành một loại kem rất là thơm ngon nhé. Và nguyên liệu mình chuẩn bị để làm kem sữa chua ở đây thì gồm có những cái nguyên liệu rất là đơn giản.
Đầu tiên đó là một hộp sữa chua uống. Ở đây mình sử dụng sữa chua uống vị dâu thì cái phần kem của mình nó sẽ thơm cái vị dâu nhé. Một hộp sữa tươi như này. Nguyên liệu tiếp theo là sữa chua, mình sử dụng 2 hũ sữa chua có đường. Và 200ml kem sữa tươi, mình dùng là kem whipping cream nha các bạn. Cùng với đó là 2 quả trứng gà. Một quả chanh thì mình sẽ chỉ lấy khoảng 1 thìa cà phê nước cốt chanh thôi. Và đây là đường thì mình dùng là 200g đường. Đó là tất cả các nguyên liệu mình sử dụng để làm món kem sữa chua. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé.